Trong môi trường giáo dục, mỗi giáo viên luôn được coi là tấm gương, là sự chuẩn mực về đạo đức để thế hệ sau noi theo. Ấy vậy mà mới đây, một nữ hiệu trưởng trường mầm non tại Phú Thọ đã bị một số giáo viên tố đánh bạc tại trường, đồng thời có nhiều hành động và quyết định không hợp tình hợp lý, gây bức xúc trong nội bộ giáo viên. Chính người trong cuộc cũng đã lên tiếng về vụ việc. Bà Bùi Thị Mai, giáo viên của trường mầm non Gia Cẩm, thành phố Việt Trì Phú Thọ, đã gửi đơn tố cáo hiệu trưởng nhà trường đến Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì với 12 hành vi, việc thu tiền các phụ huynh và cả các giáo viên không đúng, không thực hiện chế độ thai sản, khen thưởng theo quy định, phân công công việc trong nhà trường không hợp lý, không đồng nhất với báo cáo, đánh bài trong phòng làm việc khiến nhiều giáo viên trong trường lo lắng bức xúc. Về việc đánh bài, trong đơn tố cáo, bà Mai cho biết, hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức lôi kéo các giáo viên khác chơi bài vào buổi trưa các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi cho trẻ ăn cơm xong từ khoảng 11 giờ đến hơn 14 giờ, ngay trong phòng hiệu phó, phòng hiệu trưởng. Riêng ngày thứ bảy tổ chức chơi bài cả ngày tại phòng y tế. Việc chơi bài diễn ra từ khoảng năm 2021 đến nay. Là người bị tố trong vụ việc, nữ hiệu trưởng trường Mầm non Gia Cẩm thành phố Việt Trì, bà Trần Thị Ngọc Tâm đã lên tiếng thông tin. Hiện tại sự việc vẫn đang trong quá trình thanh tra, sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra, tôi sẽ trả lời báo chí sau vì tôi đang là người trong cuộc. Hiện tại dù có nói thế nào thì cũng là quan điểm cá nhân. Còn theo một số giáo viên của trường Mầm non Gia Cẩm xin được xấu tên. Những năm qua, thành tích dạy và học của nhà trường khá tốt, luôn nằm trong top đầu các trường mầm non trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại là thời điểm đầu năm học mới 2023-2024, các giáo viên rất mong muốn sự việc lùm xùm lần này đã kéo dài nhiều tháng nay sớm được giải quyết, giúp các giáo viên, phụ huynh và các cháu học sinh yên tâm trong công tác dạy và học. Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xác nhận, chính quyền thành phố đã thụ lý đơn của bà Bùi Thị Mai tố cáo hiệu trưởng trường mầm non Gia Cầm khi có kết quả thanh tra thành phố sẽ căn cứ vào đó để đưa ra văn bản xử lý